Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã qua đời lúc 0 giờ 10 phút sáng ngày 27 tháng 10 giờ địa phương tại Thượng Hải do một cơn đau tim đột ngột, thọ 68 tuổi. Ông Lý Khắc Cường sinh năm 1955 tại tỉnh An Huy. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1976, là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa 17, 18, 19, giữ chức Thủ tướng Chính phủ Trung Quốc từ năm 2013 đến năm 2023. Sau khi về hưu, ông sống tại Thượng Hải.